kính chào toàn thể tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô HHDC Luxury Car có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và em Đức Hoàng, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị một chiếc xe vô cùng ấn tượng, vừa mới về, vừa mới cập bến tại HHDC Auto bên em. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mini, đó là chiếc Mini Cooper S phiên bản Clubman. Thì chiếc xe này có cái gì nổi bật và điều đặc biệt em muốn nhấn mạnh tới chiếc xe này là nó mới siêu lướt có 9.000 km thôi quý vị anh chị ạ. Một chiếc xe rất rất mới. Đấy, sản xuất và đăng ký là tháng 10 năm 2018 nhé quý vị anh chị nhá. Thì chiếc xe này về phần đầu xe thì quý vị anh chị có thể thấy này, Mini luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái form dáng hay là những cái gọi là cảm nhận nó đúng như cái tên của nó. Mini, cái gì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không ạ? Cái này nó rất thích hợp với cả chị em phụ nữ hay thậm chí là bản thân như Hoàng, một bạn thanh niên năm nay 30 tuổi nhìn form dáng này trông vẫn rất là thích. Về phần đầu xe thì anh em sẽ có một cái hệ thống đèn LED. Đây là dẹt đèn LED nhận diện thương hiệu của Mini này, rất là đẹp. Rồi là hệ thống đèn pha là hệ thống đèn pha bi LED có hỗ trợ góc ánh sáng rồi nhá. Ở đây em Hoàng thấy là còn có cả 6 mắt cảm biến trước sau này. Đây, 6 mắt cảm biến trước này. Hệ thống đèn gầm full LED. Chiếc xe này của em Hoàng thì nó có cái gam màu nguyên bản, nó là cái gam màu xanh Kavansai hay còn gọi theo đúng cái thuật ngữ của Mini, nó gọi là màu Blue Depth. Đấy, Blue Depth. Đó là màu hơi gọi là xanh tím than, nhưng mà đã được gia chủ warp lại toàn bộ sang màu camber rất đẹp. Cái màu này là cái màu mà em Hoàng cũng rất là thích. Nhìn trông nó cực kỳ ấn tượng đúng không ạ? Nếu như mà khi mà chúng ta, bác nào không thích thì về chúng ta có thể bóc cái lớp warp này ra thì nó sẽ về cái màu nguyên bản của chiếc xe. Đấy. Ở bên cạnh đây thì nó cũng có rất nhiều các cái thiết kế của một chiếc Clubman, thì nó trung hòa được giữa hai cái phiên bản là Mini Cooper thường và cái bản Countryman. Countryman thì nó quá lớn, nhưng mà cái bản Clubman này thì nó lại trung hòa được cái việc đó. Nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Về bộ mâm la răng thì con này là bộ mâm, đây là bộ mâm 7 chấu. Đấy, 7 chấu. Cũng như là đi cùng với dàn lốp là dàn lốp, đây là dàn lốp Repstone, lốp là lốp run fast nhé quý vị anh chị nhé, lốp chống xịt. Đấy, logo của Mini này. Đấy, nhìn trông rất đẹp và cái màu la răng này nó là cái màu đen bóng, nhìn trông nó cũng rất là hiện đại. Tất cả mọi thứ của chiếc xe này thì gần như là trong cái trạng thái gọi là nguyên bản 100%, kể cả nước sơn zin. Đấy, ở bên trong. Cái phần cốp sau này cũng là cái phần mà em Hoàng cũng rất là thích này, form dáng nhìn trông rất là đẹp. Nhìn trông nó có một cái gì đó như nhìn trông nó hơi giống cái mắt của con cú. Có một cái hay là mở cốp của chiếc xe này thì là chúng ta sẽ phải mở bên tay trái trước. Đấy, chúng ta chỉ cần ấn thôi. Sau đó là nó sẽ có cái hệ thống ti thủy lực, nó tự đẩy ra. Và cái khoang cốp của chiếc xe này thì em đánh giá nó cũng là một cái khoang cốp rất là rộng cho so với những cái dòng xe Mini Cooper. Đấy, bản Countryman này thì cái khoang cốp này chúng ta có thể để được tầm khoảng quãng độ 2 cho đến 3 chiếc vali cho những cái chuyến đi đường dài hoặc là những cái chuyến đi dã ngoại picnic. Đấy, vào những cái dịp cuối tuần. Đấy, còn gì tuyệt vời hơn trong cái thời tiết Hà Nội đang quá đẹp như này, chúng ta lại sở hữu một chiếc xe Mini Cooper, sau đó là cuối tuần đưa người yêu hay là đưa vợ con, gia đình chúng ta đi tận hưởng cái thời tiết này. Xe thì cũng được trang bị là hệ thống đây, nó có cái hệ thống 3 gương chống chói nhé. Đấy, ngoài ra thì chúng ta sẽ có hệ thống mở cửa một chạm, nó nằm ở vị trí tay nắm cửa, phần cửa lái. Ok, xin mời quý vị anh chị hãy cùng vào cảm nhận một chiếc xe có 9.000 km Mini Cooper Countryman. Đấy. Tất cả các cái chi tiết để hoàn thiện ra một cái sản phẩm, đó là chiếc xe này thì nó đều rất là đẹp. Nó phối giữa các cái gam màu, ví dụ như là màu đen này, rồi là đây là toàn bộ bằng những cái phím là gần như là mạ chrome. Đấy, toàn bộ là phím chrome hết. Nhìn trông rất là đẹp và nhìn trông nó toát lên một cái gì vẻ đó, vẻ đẹp hiện đại đúng không ạ? Rồi các cái phần bậc lên xuống của chiếc xe này vẫn còn nguyên ni lông. Nếu như mà các bác nào bảo là đánh giá là tại sao một chiếc xe từ 2018 đến nay mà mới chạy được có 9.000 cây thôi thì nó cũng là điều rất là lạ đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì em như em đánh giá thì để sở hữu chiếc Mini Cooper này thì gia chủ cũng đã phải bỏ ra là 2 tỷ 450 triệu so với một chiếc xe mới, rồi là đăng ký lăn bánh tổng thành chiếc xe này nó phải rơi tầm khoảng quãng độ gần 2 tỷ 7. Đấy, gần 2 tỷ 7. Thì chúng ta không thể nào mà bỏ 2 tỷ 7 để mua một chiếc xe mà chỉ có là để đi làm hàng ngày được. Đây là một chiếc xe để chúng ta hưởng thụ với cuộc sống. Cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này là cũng là cái điều mà em rất là đánh giá rất là cao. Nếu như là so với cả các cái phân khúc xe ấy, thì em đánh giá nó ngồi rộng như những chiếc xe phân khúc hạng C. Ngồi rộng như những chiếc xe phân khúc hạng C, bởi vì tại sao đây? Đối với một chiều cao mét gần 1m7 của em, nhưng mà đầu gối cũng chưa là chạm hàng ghế trước này. Rồi phần trần ở phía trên cũng rất là cao. Độ ngả lưng thì hợp lý, bởi vì bản thân Mini nó cũng là những chiếc xe đến từ thương hiệu của BMW. Đấy, cho nên là nó thiết kế cái hàng ghế thứ hai ngồi ngả lưng rất là thoải mái luôn. Đấy.
cửa gió ghế thứ hai cũng đầy đủ nhé quý vị anh chị nhé. Toàn bộ đây là ghế da nguyên bản, là ghế da Nappan. Đấy, ghế da Nappan nguyên bản theo xe và nó pha những cái phần da lộn này, rất là đẹp. Đấy, nhìn trông nó rất là đẹp luôn và nó cực kỳ tinh tế. Đó. Ok, chắc là chúng ta sẽ vào luôn cái vị trí ghế lái nhỉ. Còn bạn cameraman, bạn có thể sang bên này. Đấy, bạn sang bên này, bạn quay cho quý vị anh chị có thể xem và cảm nhận được về cái độ mới cũng như là cái vì ít khi chúng ta được trải nghiệm một chiếc xe Mini Cooper nào mà nó còn lướt đến như vậy. Ở đầu tiên là hai cái vị trí ghế này, hàng ghế trước này thì nó đều là được tích hợp chỉnh điện. Tuy nhiên thì bên ghế lái chúng ta sẽ có lưu được hai vị trí ghế nữa. Đối với những chiếc xe Mini Cooper thì tất cả mọi thứ đều nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuy nhiên nó vẫn không kém những cái phần mà nhìn trông nó thiết kế nhìn trông nó rất là khỏe. Ví dụ như là cái phần bảng đồng hồ táp lô này. Toàn bộ các cái phần trên này đều là bằng cao su cứng giả da. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có rất là bền. Hệ thống loa giải trí ở đây là em Hoàng thấy là hệ thống 13 loa giải trí của Harman Kardon nhé. Đây, hệ thống loa giải trí của Harman Kardon rất là đẹp, rất là hiện đại và cũng như là cho chúng ta những cái không gian giải trí trên chiếc xe rất là tuyệt vời. Vô lăng thì là toàn bộ bằng khâu da nguyên bản theo xe này. Đấy, vì chiếc xe là sản xuất tại Anh, thương hiệu Anh cho nên là chúng ta nhìn đâu cũng thấy cờ Anh. Đấy, Mini này. Đấy, vô lăng này. Số thể thao trên vô lăng. Đèn pha tự động, rồi là hệ thống gạt mưa tự động. Cần số này. Đấy, đây là cần số cơ, chưa được cần số điện. Phanh tay điện tử. Và chúng ta sẽ có một cái tổ hợp mà điều khiển màn hình trung tâm ở đây. Chiếc xe này là có một cái mà em rất thích, là bởi vì hệ thống camera lùi của chiếc xe này rất là nét luôn. Đấy, màn hình tuy có thể là nó hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà hệ thống camera lùi của chiếc xe này rất là nét. Điều hòa tự động hai vùng riêng biệt. Cái mà em thích ở những chiếc xe này là cái độ hoàn thiện chi tiết của chiếc xe rất là hay. Từ những cái phần phím ấn này, hay là cũng như là các cái phần phím cơ học của chiếc xe này, nhìn trông nó rất là tinh tế, bởi vì nó đều là những cái phần phím chrome. Đấy, mạ chrome. Ba chế độ lái đầy đủ này. Đấy, Eco, Combo và Sport. Rất là hay. Ok, chúng ta sẽ cùng xem luôn cả về phần khoang động cơ của chiếc xe này xem là. Cái xe nó nhỏ thì nó có mini đúng như là cái tên của nó không? Chiếc xe này thì em hay nói vui là gọi là chiếc xe mà nhỏ nhưng mà có võ. Có võ là bởi vì tại sao? Bởi vì cái công suất động cơ của chiếc xe này thì dung tích nó là 1.8. Sản sinh công suất nó cũng rất là mạnh đấy ạ, gần 180 mã lực đấy. Nó sẽ rất là một chiếc xe rất là khỏe trong những cái dòng xe của Mini Cooper. Với một cái xác xe nó cũng khá là nhẹ nhõm, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển trong cái cung đường thành phố thì chiếc xe này có thể đạt được những cái vận tốc nó nhanh chóng như chúng ta mong muốn. Đấy. Và ra đường trường cũng vậy, nó cũng rất là khỏe. Từ những cái chi tiết nhỏ nha quý vị anh chị nhé. Vì như ban đầu em đã giới thiệu rồi, đây là chiếc xe có màu gọi là Blue Depth, là cái màu xanh tím than, xanh carbon size, cho nên là tất cả mọi thứ ở bên trong này vẫn mọi thứ là đều là nguyên bản. Từ những cái phần ốc chân máy này quý vị anh chị này. Đấy. Công nghệ động cơ đỉnh cao của BMW, Twist Power Turbo. Đấy. Gần như nó gọi là động cơ siêu nạp. Nó cũng rất tiết kiệm nhiên liệu nhé quý vị anh chị. Khoang động cơ thì được thiết kế nó rất là nhỏ nhắn, nó xinh xắn. Cái gì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là đẹp. Nếu như mà quý vị anh chị lựa chọn một cái mẫu xe lướt này như đang có mặt tại HHD Xe Ô Tô thì anh chị sẽ tiết kiệm được ngay. Tiết kiệm được ngay đâu đó nó khoảng rơi vào tầm khoảng độ hơn 600 triệu so với chúng ta mua một chiếc xe mới. Và bản thân chiếc xe vẫn đang còn bảo hành của chính hãng nha quý vị anh chị nhé. Ok, và vừa rồi thì em đã giới thiệu đến quý vị anh chị mẫu Mini Cooper S phiên bản Clubman, sản xuất 2018, đăng ký tháng 10/2018. Và điều đặc biệt là siêu lướt 9.000 km. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với một cái mức giá cũng rất là hợp lý, 1.950.000.000 đồng. Có hỗ trợ thêm về giá và cũng như là hỗ trợ trả góp trên toàn quốc, tối đa là 75% giá trị xe trong thời gian tối đa từ 5 cho đến 6 năm. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline được in trên màn hình là 097 209 9992. Một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn.